Trời trời, xong bây giờ kiếm cá sấu không luôn á, đi mà cá lau kiếm. Dẫn, dẫn ra cống số 4 đó. Dạ. Ta không biết sao từ cái đường cống là dẫn lên là đường sông cái lớn của dì Thanh nó giáp với thơ. Không không có đâu. Vậy nè, mình lặn xuống dưới ha, nó hả họng làm cái bụp một cái ông nội đội vừa khô luôn. Là cái ông nội đó, ừ. Đâu rồi. Tí. Không, không khỏi vậy cho nó chứ là mò mò cá nè, ở dưới cái lặn xuống, lặn xuống làm cái bụp một cái mở mắt ha, tối thui hỏi sao vậy? Trong bụng đau đi. Ông nông chèo vậy đó không? Mò mò năm đứa mất đứa. Kể chuyện gì vui trời. Kể chuyện gì? Ngồi chờ mà từ hồi sáng tới giờ giờ này mới tới. Trời sáng giờ em tiếp khách nhà trời quá trời. Vậy trời ơi, tiếp khách nó mới chịu khách à. Đi kiếm ông thức mà toàn là lại nhà em không à. Bữa gì? Ở mắt mới tới em đâu mà em kiếm tiếp. Không, khách hỏi mấy cái bài thuốc á. Bữa giờ em ngồi em tiếp khách tới giờ luôn á trời, bữa giờ quay trời. Vậy đó hả trời, tốt quá sợ xong tiễn ta luôn. Em đâu biết đâu. Có cái cô gì đó đi qua hỏi anh cái bệnh gút gì đó, có cái thuốc gì trị cho cô không? Bị... hỏi em từ sáng giờ ngồi nói chuyện quá trời luôn. Ê, ê, ê. Bị bệnh gút mà bị ngay chỗ mấy thí dụ mà tay vậy nè. Tay hoặc là chân nè, bị sưng cục lên khi ta sưng trên trán rồi. Nguyên một cục luôn. Hình như cô đó chị bị chân á anh ơi, bị gút như là em thấy sưng lên như cái chân á. Ê sao em để anh chỉ cho em nè, rồi em về em chỉ cho cô đó nha. Cái có bài số thuốc điện thoại này. Cô nè, cô xin số điện thoại ảnh không, luôn. Không, các em đem cái này về cho cô luôn. Có sử không? Dụng luôn. Bảo đảm em á là ai mà bị á mà bị gút nè, mà sưng tay nè, sưng chân nè, lại sưng cục tròn nè. Ừ. Nó là sử dụng cái này lên là nó sẽ lạng hết trơn luôn. Cái gì? Nhầm người người ta ha, bệnh cái nè. Ta nói để chết đem theo luôn. Nhưng mà cuối cùng sử dụng rồi cái này lại hết. Bảo đảm kia cũng nói chị bảo uống thuốc tây này kia hết. Cái này vô bệnh viện á là người ta nói uống thuốc tây thuốc gì á là người ta nói là chỉ là bệnh á, bệnh gút á là nổi sưng cục á, người ta nói là chỉ chết đem theo luôn. Vô bệnh viện người ta nói câu đó luôn đó. Đúng. Nhưng rồi. Mà có cái một cái cách này chị là hết. Nhiều người chị hết rồi chứ không phải nữa. Có không mà nghe chứ uống thuốc cô nói là cô chị biết bao lâu rồi không. Sao không? Đâu. Vậy bây giờ em chờ anh chút xíu đi. Anh đi bẻ cái này cho em về em cho cô đó luôn. Nếu mà sử dụng không hết á, cái gì anh cũng chịu cho biết bao nhiêu người sử dụng hết luôn. Đâu sẵn hay em lắm luôn. Em sẵn em cho cô luôn đây. Ừ. Xíu này dập mặt rồi. À, chờ chút xíu đi ha. À, em lấy cho anh cái bếp ga ra giùm anh. Rồi bếp anh chỉ ga. Cho em luôn. Ừ. À. À, bếp ga với đôi đũa nha. Rồi rồi anh đi bẻ cái này à, giờ anh chỉ ra sử dụng. Có đâu. Bởi vậy chứ. Trễ rồi, tính được ngồi. Thôi kệ làm phước đi. Có măng cà phong liệu. Cái nó mua giò heo giò hầm ăn cái ngon luôn á. Có chưa? Em bây giờ đợi biết bao lâu rồi đó. Hồ trời mới thấy bưng bếp ra đợi biết lâu. Trời ơi, trời đi bẻ cái trái này mệt lắm. Ừ. Nó phải dễ bẻ. Đây nè, đây là cái trái bình bát nha đây Đình. Đây, là trái bình bát ở dưới quê mình nó thì rất là nhiều luôn. Thường thường người ta sử dụng mà mấy trái non á. Nè mấy trái bình non như nào chứ không phải sử dụng trái bình bát chín nha. Nếu mà trái bình bát chín rồi mình chỉ là dầm ăn được rồi. Dầm nước đá ngon. À. Trái bình bát ra là nó có rất là nhiều cái công dụng mà để chữa bệnh. Ví dụ mà người ta mà đau mỏi vai gáy nè, sử dụng cũng được nè. Hồi lúc mình có chỉ em rồi đó. Đau nhức xương khớp nè, chỉ cũng được luôn. Và thứ ba mà ai bị bệnh gút mà sưng á, mà sưng trên đầu hoặc là trên trán hoặc là sưng tay, sưng chân nè, hoặc là sưng ngay mấy chỗ khớp gối nè, thì mình sử dụng được luôn. Cái này thì đơn giản thôi, mình nói thường thường á là mình sử dụng hai trái nha. Hai trái. Đây, mình bẻ về mình rửa sạch với nước muối á, mình lấy đũa mình đâm vô vậy nè. Đây, đâm vô nè. Rồi mình nặng mình nướng nha. Đây em cầm ơi. Cách sử dụng là nướng đó ha. À, cái này mình sử dụng hai trái thôi nha. Còn hai trái này thì em đem về em đem cho cô đi ha. Ừ, chắc à. Em nghĩ cái bụng bát dễ kiếm nè. À, rất là dễ chịu luôn. Cái này thì mình bật bếp ga lên á, mình nướng nè đại đình. Đây, cái mà trái bát này mà ai mà bị bú cổ á, nướng tha lên cũng hết luôn. Ờ, anh có chỉ em. Cái này thì mình sử dụng là mình nướng rồi mình tha lên ngay chỗ đó đó. À, ấm vậy nè. Mình tha trong khoảng chừng nửa tiếng hồ vậy đó. Ừ. Thí dụ mình nướng hai trái đi, trái này nè, mình tha nè, rồi nó hết nguội rồi á, cái tới mình tha trái bên kia. Rất là hay luôn, cái chỗ mà cái mục mà u lên á, u mà u tròn nè, thí dụ trên đầu nè, u cục nè, thường thường ta bị gút á, ta nhức lắm ngay chỗ đó. Đúng rồi. Là tha lên là từ từ khoảng chừng bữa hai bữa là cái mục nó tan ngay xẹp xuống hết luôn. Vậy ha. À. Chứ cô nói là cô chị rất là nhiều tốn tiền dữ lắm. Đúng rồi. Mà không hết đâu. Cái bài thuốc này là có người ta là người ta chỉ mình á, là người ta nói là cái ông chú ông bị ông nói là sử dụng cái này nè, là xong là người ta hết á, vô bệnh viện người ta nói cái này là chỉ chết đem theo thôi, bị gút á. Vậy hả? À, nhưng mà bây giờ ông sử dụng là xẹp hết trơn luôn á. Ồ. Rất
sau hai cái trái bên bác mà nó có rất là nhiều bài thuốc nè, ta sử dụng là cây nữa nè, rồi lá đọt non luôn rồi, nhưng mà mình sử dụng trái nha, rất là hay. Hoặc là em á mà có bị mà đau mỏi vai gáy nè thì đúng em rồi, nướng cho em bác nè, em tha lên cái dùng vai gáy nè, đây, đây ai mà bị đau mỏi vai gáy ở đây đình nè, cứ nướng cho em bác nha, tha lên cái dùng nè, tha bên đây nè, bên đây một cái, bên đây một cái, mình sử dụng là mình sử dụng hai trái. Ừ, à, trái này nguội thì, trái này nguội thì mình sử dụng trái kia. Nhưng mà hết thiệt á, hồi lúc anh chỉ là về em làm hết trơn à. Còn ai hết mà bị muốn cổ ở đây đình thì mình cũng thử sử dụng cho em bác nè, tha lên. Hoặc là bị đau cái nhức mà mỏi khớp á, đây mấy cái khớp tay, khớp chân, khớp gối nè, thì để tha lên rất là dễ chịu luôn. Ai mà nhà mình nó mà có ông bà mà già mà ai mà bị á thì mình làm con cháu mình nè, mình sử dụng mình làm cho đơn giản, rất là hay luôn. Nói chung là không tốn tiền nhiều mà nhiều hết á nha. Cái cho anh bác là hay cực kỳ luôn. Hoặc là ai mà phụ nữ mà sau khi sinh á đại đình mà bị đau nhức xương khớp nè, ngay mấy cái chỗ khớp nè bị hay bị nhức á, thì mấy ông chồng mình á để cho anh bác về làm lăn cho vợ, bảo đảm vợ cưng chết luôn. À, đây là cái cách mà chị á là bị gút nha đại đình. Ai mà bị gút thì nhớ cái cách mình chỉ nha, chị lấy bếp ga nè, hoặc là mình nướng trên lửa than á nó càng tốt hơn. Bếp than nước không, mình nướng một nấu mà nướng một cái cục gì đó rồi mình để lên mình nướng như nào đó thì nó càng tốt hơn. Bếp ga nữa mà không có thì mình sử dụng bếp ga cũng được, rất là hay luôn. Thôi đại đình á, thấy cái bài năm thuốc mình á là cái cách này của mình á có hay có ích á, thì nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thì đại đình cứ ai mà bị thì cứ xài thử giùm mình 3 ngày đi, nếu mà không xẹp xuống á thì đại đình nói chuyện mình nha. Tại vì mình chỉ ai cái sử dụng cách này người ta cũng hết hết trơn á, chừng 2-3 ngày là người ta cái chỗ sưng đó là xẹp xuống hết trơn à. Dạ đúng rồi. Một ngày thì mình sử dụng 2 lần á, sáng xế xế á với chiều mà trước khi đi ngủ á, mình làm thêm 1 lần nữa đó. Rồi bây giờ em đem 2 cái trái nè, em đem về cho cô đi, rồi em chỉ cho cô cái cách xài vậy đó. Bởi vì á tốn tiền nhiều không hết mà cái này không tốn tiền, uống thuốc cỏ nào uống hết luôn, nhưng mà sử dụng trái này lăn lên còn mà hết. Thôi em đi về để anh lăn cái sao gáy rồi nhức cổ cũng chết vậy.